Thời điểm này, vùng đầu nguồn đồng bằng sông Cửu Long mực nước vẫn còn đang khá cao. Nước đổ về hạ nguồn kết hợp với triều cường đã khiến nhiều địa phương bị ngập. Và để đảm bảo an toàn điện trong lúc nước dâng cao, ngành điện các địa phương khu vực phía Nam đã bố trí lực lượng tổ chức ứng trực 24/24 giờ, đồng thời tăng cường kiểm tra và tuyên truyền giúp người dân nắm rõ các biện pháp đảm bảo an toàn. Cánh đồng ở huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, không khó để bắt gặp những đường dây điện được người dân kéo ngang các con kênh như thế này. Nếu không may ghe xuồng dính vào, tai nạn rất dễ xảy ra, bởi sợi dây điện mong manh không thể chịu nổi khi có lực tác động. Dây điện của mình đi sau á, phía sau của công tơ nó thấp và nó nguy hiểm, đặc biệt là những khúc mà đi hay xa nè, không có chim trắng đồ vỏ bọc rồi nè. Hiện ở các tỉnh đầu nguồn lũ như An Giang và Đồng Tháp, mực nước trên đồng khá cao. Để có điện phục vụ cho việc bơm rút nước và sinh hoạt, người dân dùng đầu nguồn thường kéo điện từ nhà ra chòi giữa ruộng hoặc nơi đặt máy bơm nước. Dây dẫn điện không đảm bảo, trụ điện tạm bợ rất dễ xảy ra đổ sập khi có dòng lốc hoặc ghe xuồng dính vào. Để đảm bảo an toàn cho người dân, công ty điện lực các địa phương thường xuyên tổ chức tổ kiểm tra xuống địa bàn, hướng dẫn bà con kéo điện an toàn. Điện mấy anh nhắc nhở thì đây tôi đi nhận, tôi xin sửa chữa. Nếu dùng đầu nguồn, ngành điện phải đảm bảo an toàn trong nước lũ, thì phía hạ nguồn lại phải ứng phó với triều cường. Hình ảnh các tuyến đường ở thành phố Cần Thơ, nước lên cao ngập cột điện từ 10 đến 20cm. Để đảm bảo an toàn cho người dân, Tổng Công ty Điện lực miền Nam đã yêu cầu các công ty điện lực trực thuộc kiểm tra đường dây, thiết bị trước mùa mưa bão. Công nhân ngành điện phải tổ chức ứng trực mỗi đợt triều cường. Nâng cao các cái thùng điện kế có khả năng mà nước lũ dâng lên, và kiểm tra lại các cái độ cao tĩnh không, các đường dây đi ngoài đồng, cảnh báo để người dân chống ghe xuồng ở trên đồng nhằm đảm bảo an toàn cho nhân dân trong mùa mưa bão. Nhờ thực hiện nghiêm các chỉ đạo của tổng công ty mà trong thời gian mưa lũ và triều cường, ngành điện các tỉnh phía Nam đã giảm thiểu tối đa các thiệt hại. Công ty điện lực thành phố Cần Thơ vận hành hơn 1.826 km đường dây trung áp, hơn 3.596 km đường dây hạ áp. Ba đợt triều cường vừa qua, gần 400.000 khách hàng trên địa bàn được cấp điện đầy đủ, dù có những lúc mực nước vượt mức báo động. Trực 24/24, và trước khi lúc triều cường lên thì điện lực cũng đi kiểm tra trực tiếp các vị trí xung yếu nước ngập để tránh cái tình trạng mà nó bị rò rỉ điện, nó gây nên sự cố lưới điện. Dự báo từ nay đến cuối năm, các tỉnh phía Nam vẫn còn phải ứng phó ít nhất hai đợt triều cường. Để đảm bảo an toàn trong lúc nước dâng, ngành điện khuyến cáo người dân chú ý thực hiện các biện pháp cụ thể như sau. Tổ cắm điện á, nếu có khả năng mà bị ngập thì mình nên cô lập ra, đừng có cho mang điện. Về mình các cái vật dụng mà sử dụng điện thì mình để trên cao, không có để cho nước ngập, nhằm đảm bảo an toàn cho quá trình sử dụng trong mùa nước triều cường dâng. Khi xảy ra các sự cố về điện, người dân cần liên hệ ngay với điện lực địa phương hoặc gọi qua hai số điện thoại tổng đài 1900 1006, 1900 9000. Tổng đài chăm sóc khách hàng của Tổng Công ty Điện lực miền Nam sẽ hỗ trợ bà con xử lý sự cố một cách nhanh chóng nhất.